Rồi mời quý vị cùng dạo tiếp một vòng khu Hòn Tầm đi xuống dưới biển nha. Mình sẽ đi xe điện xuống dưới biển tắm biển. Nãy giờ đang ở trên khu ăn uống với tắm bùn như vậy. Tiếp đây. Đây chỗ đây là quầy bán vé. Nếu mà đi hướng này. Đi thẳng đây nữa hả? Rồi, đây xuống con. Rồi xuống đây ngủ cho nó sướng đi. Đây mát mẻ ngủ sướng nè. Cây da quá trời luôn. Đây là khu vực đi xuống hồ bơi nè, bãi biển, nhà hàng. À, xuống đây. Xuống gặp tầm chúa hả? Đang piano nè. Đúng rồi, lại rồi. Lúc nào nốt nào đồ rơi mi cho tí cho đi nốt đồ rơi mi đi. Đánh thử ra nhạc không? Đứng dưới nước mới đánh được nha. Bây giờ mình sẽ đi thẳng xuống đây, mình xuống khu vực biển, tắm biển, tắm biển và gần cái khu resort các bạn. Nhanh nè, xe kia nó xuống luôn hả? Này người ta trồng hai bên cây dừa, rất là mát mẻ. Ở khu vực đây quý vị thấy được biển luôn này. Mình nhìn ra đây là mình thấy biển. Rất là mát luôn. Đó. Đây biển nó rất là gần bờ quý vị, sát bờ luôn rồi. Mày mấy chỗ này là chắc mấy quán cà phê với nhà hàng. Cái mùa này cũng hơi vắng khách cho nên là cho lên phía trên kia ăn hết. Khu vực dưới đây, khu vực dưới đây khi nào mà khách đông á thì mới đưa xuống đây ăn nhà hàng dưới đây luôn. Thằng kia tập trung lên khu trên kia hết. Quá trời dừa luôn. Này chùa. Dừa quá trời luôn. Bên bên Hòn Tầm. Này ngồi mấy đây chụp hình đẹp này. Ồ mấy cái dừa có trái sai ghê luôn. Này bờ biển rồi vậy. Sát bờ biển. Biển rất là trong xanh, cát ở đây hình như là cũng cát màu trắng vậy. Cát ở đây cát trắng, trắng mịn, nó không giống cát ở bên bên biển bên thành phố. Ở cái cầu kia là Hòn Tầm, khách du lịch họ họ check in, khu vực check in.
Đây, khu vực đây là biển, tắm biển nghỉ mát. Đây có bồn nước nước ngọt à. Đây lên khu vực nhà vệ sinh và phòng thay đồ. Khu trò chơi trẻ em Piglet. Nhìn nó cũng cũ kỹ quá. Đây. Khu vực này ít người tắm quá hả? Nước sạch không? Em cũng chả biết nấu ăn. Bạn kia mình biết đó không? Đây có ghế là nghỉ mát. Đây có hồ bơi nữa vậy. Hồ bơi, hồ tắm Eco 1m6. 6m6 luôn hả? Chào quý vị, hôm nay Lan Chavo chia sẻ cho quý vị cảnh biển Hòn Tầm nè quý vị. Đây là khu vực bên đảo Hòn Tầm. Thì hôm nay trời cũng đang bị ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, trời cũng có mưa nè. Đây khu vực. Đây là biển Hòn Tầm quý vị. Biển này thì hình như biển nhân tạo á. Mấy cái bờ biển này nó thuộc bên đảo. Nên mấy cái bờ biển này hình như là nhân tạo, cát thì chắc người ta cũng đem qua đổ nè, chứ chắc nó không phải vậy. Biển đây thì nước trong xanh, nước trong, sóng đây cũng rất là nhẹ nhàng. Trời mưa. Cát này kiểu cát nó cát trắng mịn. Chỗ kia ngay cái cổng của vô Hòn Tầm, vô mua vé. Phía bên thành phố trời nắng, phía bên thành phố trời nắng, ở đây mưa sương sương rồi. Bờ biển nó chỉ có một đoạn này kéo dài kia, xuống dưới kia là cái resort. Đi sọt có Hòn Tầm. Vực trên đây là hồ bơi nước, hồ bơi nước ngọt và các cái nhà hàng. Trời mưa khá to vậy.